Hoa hậu Đại sứ Nhân ái bến tre qua đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chiều ngày 24 tháng 3, trao đổi với dinh bà Thu Trang, phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Nhân ái xác nhận thông tin Phan Thuyền qua đời tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cô mất ở tuổi 32. Theo bà Trang, nhiều năm qua Phan Thuyền mắc bệnh trầm cảm và phải điều trị. Trong cuộc trò chuyện gần nhất, Phan Thuyền chia sẻ em ấy đã ổn định trở lại không ngờ em lại ra đi đột ngột. Chúng tôi khi biết tin đều bàng hoàng và thương tiếc, bà nói: Trước khi mất, em ấy đăng tải nhiều trạng thái buồn bã, chán nản trên trang cá nhân khiến bạn bè lo lắng. Tôi có liên lạc qua số điện thoại riêng của Thuyền nhưng em không bắt máy. Em ấy còn quá trẻ, chưa lập gia đình, bà Trang cho biết thêm. Hiện mẹ của Phan Thuyền đi từ Bến Tre lên thành phố Hồ Chí Minh lo liệu các thủ tục đưa thi thể con gái về quê nhà để tổ chức lễ tang. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã gửi lời chia buồn khi nghe tin về sự ra đi đột ngột của cô. Phan Thuyền sinh năm 1989 tại tỉnh Bến Tre. Năm 2020, cô được vinh danh là Hoa hậu đại sứ nhân ái Bến Tre trong cuộc thi Hoa hậu đại sứ nhân ái. Thời gian qua, cô tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như quyên góp ủng hộ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng vì lũ lụt, giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già cơ nhỡ tại các trung tâm. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin Hoa hậu Đại sứ nhân ái bến tre qua đời ở tuổi 32. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.